Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập ngữ văn lớp 7 trang 113 đến 115. Bài 11. Các yếu tố tự sự miêu tả trong văn bản biểu cảm. Câu 1. Trang 113. Vở bài tập ngữ văn 7 tập 1. Các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm nhằm mục đích gì? Thì câu hỏi các em sẽ xem lại trang 113 vở bài tập ngữ văn 7. Như vậy ở đây các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm nhằm mục đích đó là gợi ra đối tượng biểu cảm và gửi gắm cảm xúc. Như vậy các em sẽ chọn là phương án B, gợi ra đối tượng biểu cảm và gửi gắm cảm xúc. Rồi tiếp theo câu số 2, phương thức biểu đạt chính của đoạn trích sau đây, đoạn trích trang 113 vở bài tập. Thì các em sẽ xem lại đoạn trích trang 113 vở bài tập và các em sẽ chọn đáp án đúng ở dưới đây. A. Miêu tả. B. Tự sự. C. Biểu cảm. D. Thuyết minh. Như vậy phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trong sách giáo khoa trang 113 đó là phương thức biểu đạt là biểu cảm. Như vậy các em sẽ chọn là đáp án C. Rồi tiếp theo câu 3. Kể lại nội dung bài ca nhà tranh bị gió thu phá của Đỗ Phủ bằng bài văn xuôi biểu cảm. Như vậy các em sẽ kể lại nội dung của bài thơ bài ca nhà tranh bị gió thu phá của Đỗ Phủ bằng văn xuôi biểu cảm. Thì các em có thể kể như sau. Ý 1. Miêu tả lại cái khung cảnh thương tâm đói khổ của nhân dân được diễn tả qua bài thơ. Gió thổi bay những mái nhà tranh, tranh bị cuốn đi tứ tung ở bờ sông, ở ngọn rừng xa, mưa xa. Rồi nhà dột, mưa rơi không ngừng, trời đất tối đen, lạnh lẽo. Ý 2. Kể lại sự việc được nhắc đến trong bài thơ. Những đứa trẻ con cướp giật tranh của người già để chống chọi với cái rét buốt. Ý 3. Từ những cái khung cảnh sự việc trên nêu lên những cảm xúc được bộc lộ phần trọng tâm là nhà thơ đau xót trước cảnh tượng cuộc sống bần hàn khổ cực của dân chúng và của chính mình. Nhà thơ mong muốn có ngôi nhà rộng nghìn gian để che chở cho tất thảy những mảnh đời bất hạnh trong thiên hạ. Cảm xúc của em về tinh thần, nhân đạo và giá trị hiện thực của bài thơ. Tiếp theo câu số 4. Trên cơ sở văn bản sau, viết lại thành một văn bản biểu cảm. Kẹo mầm. Mỗi sáng mẹ tôi gỡ tóc bằng cái lược thưa gỗ vàng vàng. Thế nào rồi cũng có ít tóc rối. Mẹ vo vo xắt nó lên đòn tay chỗ mái hiên nhà. Rồi chị tôi cũng làm như thế. Bắt chước mẹ cũng gỡ tóc vo vo xắt mớ tóc rối lên chỗ ấy. Thỉnh thoảng trên đường làng có bà cụ rao to, ai tóc rối đoạn kẹo không. Một bên thúng là mảnh chai vỡ đồng nát, lông vịt tóc rối. Còn bên kia chỉ có cái niêu đất, đúng hơn là một cái an. Cái liễn đựng một thứ kẹo mà bất cứ một đứa trẻ nào cũng phải mê. Bà cụ lấy kẹo lên bằng chiếc đũa cả, quấn vào đầu que. Thật khéo kẹo cứ lòng khòng, trông rất nhiều. Nhưng cho vào miệng nó xẹp lại chỉ còn tí tẹo. Bà cụ đưa kẹo cho chúng tôi, đổi lại nắm tóc rối của bà, của mẹ hay của chị. Tóc rối bán bà cụ không mua, mua kẹo bà cụ không bán, chỉ đổi thôi. Thế là mỗi lần bà cụ qua ngõ, tôi lại kiển chân với tay lên chỗ mái hiên. Mẹ bảo đó là kẹo mầm làm bằng mầm cây mạ, mầm thấp. Hoàn toàn không có đường mật gì cả. Nhưng sao nó ngọt thế hơn cả kẹo bột, kẹo bi. Mẹ tôi đã mất, chị tôi đi lấy chồng xa. Cứ mỗi lần có ai đi qua rao lên, ai đổi kẹo, tôi lại tưởng như thấy mẹ tôi ngồi đầu hè gỡ tóc bằng cái lược gỗ màu vàng vàng. Đầu mẹ nghiêng nghiêng, sóng tóc độ dài một bên vai và rồi mẹ vuốt cái lược vo vo nắm tóc. Dắt nó lên mái hiên nhà. Que kẹo mầm tuổi thơ. Mẹ ơi, còn có bao giờ con được thấy mẹ ngồi gỡ tóc như thế nữa? Theo Băng Sơn. Như vậy thì các em sẽ ở câu số 4 này.
Các em sẽ viết lại thành một cái văn bản biểu cảm dựa trên cái cơ sở văn bản kẹo mầm này. Thì các em có thể viết lại như sau. Ý 1, kể lại câu chuyện đổi kẹo ngày bé. Bà, mẹ và chị thường dùng mớ tóc rối xắt trên mái hiên để đổi lấy một thứ kẹo gọi là kẹo mầm. Ý 2 là bày tỏ cảm xúc mà em cảm nhận được qua văn bản. Kẹo mầm không chỉ là một thứ kẹo mà đứa trẻ nào cũng mê mẩn. Nó còn là kỷ niệm gợi nhớ về cả một đời tuổi thơ yên bình hạnh phúc, ngọt ngào trong vòng tay yêu thương của bà, của mẹ, của chị. Câu chuyện về kẹo mầm ngày bé còn gợi lên cái cảm xúc xót xa, nhung nhớ khi thời gian trôi đi, đã cướp đi luôn tuổi thơ, mẹ đã mất, chị lại đi lấy chồng xa. Những điều hạnh phúc giản dị mà quý giá ấy không bao giờ có thể có lại được nữa. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập ngữ văn lớp 7. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em. Thank you.